Thưa quý vị, vào khoảng 20 giờ 10 phút tối qua ngày 29 tháng 9, tại xí nghiệp may Minh Hà nằm trên đường Di Ái, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo thông tin ban đầu, đám cháy này bắt nguồn từ kho hàng thiết bị y tế. Khu vực này được xí nghiệp may Minh Hà cho nhiều xí nghiệp thuê làm kho xưởng. Do trong xưởng phần lớn là các loại vật dụng dễ bắt cháy nên chỉ ít phút đám cháy đã phát triển nhanh và lan rộng. Ngay khi nhận tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã huy động lực lượng chữa cháy của Công an huyện Hoài Đức và Công an quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, huyện Đan Phượng tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, nguồn nước hạn chế do khu vực này không gần các nguồn nước và cũng không có trụ cứu hỏa nào nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 0 giờ 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.